đỉnh chóp, găng tay dây thép, bảo hộ, lao động dây năm ngón, thép, không gì, mềm mại, tiện lợi. Găng tay dây thép năm ngón, thép không dĩ, mềm mại và chống mài mòn. Bảo vệ tay tối đa trong công việc nguy hiểm, dễ đeo và thoải mái, tăng độ an toàn lao động. Đa năng Khuôn chảo rán trứng, làm, bánh, chảo găng chiên trứng, ốp la, làm bánh bốn ngăn dùng khuôn chảo gan bốn ngăn cho trứng ốp la và bánh, dùng được trên mọi loại bếp. Thiết kế chắc chắn, phân nhiệt đều, dễ vệ sinh, tiết kiệm thời gian, tạo món ăn đẹp và ngon miệng, hoàn hảo cho bữa sáng nhanh gọn. Tuyệt quá! Chai xịt dầu thủy tinh nhà, bếp hộ gia đình, nồi chiên, không dầu, siêu tiện lợi. Chai xịt dầu thủy tinh nhà bếp tiện dụng, phù hợp cho nồi chiên không dầu. Thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng, giúp kiểm soát lượng dầu khi nấu ăn chất liệu thủy tinh bền đẹp, an toàn cho sức khỏe, lý tưởng cho việc giảm dầu mỡ, tạo món ăn lành mạnh hơn. Đình Cờ lê chìa khóa mũi khoan 2 Trong một Dụng cụ cờ lê bánh, cốc khoan cầm tay đa năng Cờ lê chìa khóa mũi khoan 2 trong một Sự kết hợp hoàn hảo giữa cờ lê bánh cốc và mũi khoan cầm tay Tiện lợi, nhỏ gọn, phù hợp cho mọi công việc sửa chữa Đa năng và dễ sử dụng là lựa chọn lý tưởng cho cả thợ và gia đình